chị Hùng Nhung thì hiện nay là định cư tại Pháp rồi. Nhưng Hưng gửi tin nhắn, gửi lời mời, chị nói chị sẽ bay về ngay. Hưng hỏi chị ơi, bên ekip của em sẽ gọi chị và sẽ nói chuyện về tất cả mọi chi tiết với chị nhé. Này, mày đừng có nói tao là trả lương nhá. Tao là không nhấn lấy lương của mày đâu. Chị chưa bao giờ lấy lương của đồng nghiệp em ạ. Rất rất hạnh phúc khi mà chị Hồng Nhung đang cái vùng với con cái ở tại Pháp, cái cuộc sống nó rất là yên ổn rồi, vẫn lội ngược về Việt Nam để cùng tham gia với Hưng mà lại còn không đồng nữa. Thế thì trời, đó là một cái món quà quá lớn đối với Hưng. Không phải là không đồng mà cái tình cảm á, cái lòng của chị Nhung dành cho Hưng nó quá tuyệt vời. Biết ơn chị, sẽ hôn chị 100 cái khi chị xuống máy bay.